Vâng, nhưng mà sớm mai á, không mai đây cần phải chuẩn bị cái gì, cái đồ vật để cho đâu, sớm mai rồi đi này. Thế nha, không cả. Thế bảo khi nói chuyện đến mấy thằng này. Thầy không nghĩ đi. Vì cái đó mà phải lo hỏi rồi lo đi ấy, rồi như thế này để cho lo ấy. Dạ rồi. Không mà mình đơn bình thường như thế hay là mình có lo nghĩ gì nhiều cả rồi nó khổ não cho mình đấy. Còn mọi người có làm cái gì mặc kệ mọi người, con cũng không có ấy nữa. Thầy có cách nào chỉ cho các bạn thì xả bỏ ạ? Không, nếu mà xả bỏ thì phải là không dính mắt cái bất kỳ một thứ gì cơ mà sẽ khốn cái tâm mình nó vẫn chưa đạt được, vẫn phải lăn lộn với xã hội, chưa đạt duyên, chưa cái duyên để giống như thế bỏ dần dần như thầy là cái duyên là cực mạnh được xả bỏ hết tất cả như bản thân của anh em chị em chúng mình Việt Nam chúng si vẫn không biết đó rồi là được vẫn chưa có cái thầy nào mà dính mắt mà xuống xả bỏ được như thầy. Như thầy là gọi là mất đại trí hoàn toàn, và muốn mình giờ mình muốn học được xả bỏ là trước tắt mắt là mình phải tìm hiểu được kinh sách Phật, niềm tin, có tín tâm cái đã, có niềm tin có cái đường lối đi rồi mình mới xả bỏ chứ giờ mình xả bỏ không biết cái gì cả. Xả bỏ chẳng hạn như giờ mình nói xả bỏ, giờ mình xả tiền bạc, xả xe bao vợ con thành ra rồi không có cái gì nữa, được ba bữa nó lại về nữa, lại xả không thành trường. Nhưng mà mình nghe rồi thì chắc định cái điều tín lực như thế này, có như thế này, có đường lối tu tập, có xả bỏ, có tu hành, có thiền định, có trí tuệ như thế rồi, bắt đầu mình mới hướng tới đời sống xả bỏ. Mình xả bỏ là xả bỏ dần, mình tư duy đó là giờ làm sao để mình ăn chay được nhỉ, mình làm thiện được nhỉ, mình để mình cho người khác những cái mà mình ưa thích ấy, mình bố thí được cái đá. Hay chẳng hạn như giờ mình đang có cái những cái bình thường hay là mình giao thiệp với ai đó hay cái gì, mình cho cái tâm dần dần ấy, mình xả dần tập ở nhà bình thường đó là thấy người đi ăn xin á hay là cái gì, mình nhiều khi mình không muốn cho nhưng mà mình do 50.000 cái đá hay là 10.000 cái đá, hay mình trả bỏ những cái tài sản của mình đấy, hay là những cái người tu hành hay cái Phật pháp tăng hay mình cúng dường những cái mà tôn quý, xong dần dần mình trả, mình nói là giờ trả được rồi hay như thế rồi, giờ mình làm sao ước nguyện để giữ giới nữa, mình phải trả bỏ với giữ giới này để được cái gì cơ, đúng không, để nó phải quý hơn cái mục đích rồi. Nếu mà giờ mình trả bỏ được cái tài sản vật chất cuộc sống của mình á thì phải đạt được cái đáng quý hơn,
to lớn hơn cái mình có. Tình vì chả bỏ chứ giờ chả bỏ mà nó không bằng á, nó lại tệ hại hơn được thì mình chả bỏ làm gì đâu. Đúng không? Mình cho đi cái khổ đau, cái không cần thiết, cái dục thế gian để mình đạt được cái vô vi, cái trí tuệ bậc thánh, cái giải thoát, cái thiền định, cái trí tuệ, cái đời sống phẩm hạnh như thế thì mình biết được ý nghĩa như thế rồi tư duy dần dần. Đầu tiên là mình phải có cái chánh kiến theo Phật dạy để tư duy về cuộc sống thế gian, cuộc sống đời đời mình nhằm chán. Khi đó mình mới xả bỏ được. Mình chán là giờ do những cái này rồi mình không có giữ giới được, mình hạ liệt ý, mình cũng không có tu thiền được, mà cái này rồi đắm tham đắm cuộc đời này rồi nó sẽ dẫn đến mình địa ngục ngạ quỷ thúc tranh thôi, đừng ác thôi, chứ không chạy được. Mình cứ ôm miết thì ở đời như thế Phật dạy như thế rồi thì mình tư duy cái chánh kiến, mình tư duy thấy sự khổ ở đời như thế rồi mình nói là mình ôm chấp làm gì nữa, thì mình bỏ dần rồi tư duy về nhàm chán rồi hắn mới bỏ rồi xả bỏ dần rồi nó hướng tới đời sống dưới luật á, đời sống phẩm hạnh, rồi tu hành thiền định như thế nào, rồi bắt đầu hướng dần đó, tâm hắn dần rồi thì hắn bỏ, rồi là hắn xả bỏ, mà xác định cho chắc xả bỏ rồi đừng quay lại nữa. Xả bỏ rồi khi hắn xả không làm được rồi hắn lại quay lại về đời nữa, nhưng mà khi mục đích mình không chắc chắn á là nó trở lại như giờ như con xác định đấy là tu hành để tu thiền giới luật, không giờ ai có cho tiền vàng tài sản xe pháo cái gì to lớn nữa mời về ở nhà con không về nữa. Bây giờ đi như thế này có giết chết hay không, có chứng được thiền định hay không chứng được thiền định cũng không có bỏ về nhà đó chết bỏ. Để đạt cái thánh hạnh to lớn thì dần dần như thế thì mình hình thành cái tâm kiên cố vững chắc đó, thì nó xả chứ. Con nối tiếp cái gì đâu mà không dám xả. Nhưng mà do nó không hiểu ấy, nó đang sợ sệt nó xả ra nó môi gì nó tu, nó xả để nó tu là nó không biết có được hay không. Nó không chắc chắn để nó khi mà mình đã qua cái cầu rồi mình còn trừ cái lối để mình quay lại á, mình chặt nó không cho quay lại nữa là chắc chắn nó xả nhưng mà phải đi tương ứng với thiện. Xả để được cái gì, nhưng mà xả rồi để cầu cái điều ác, pháp ác hay thần thông hay thần lực cái gì đó thì cũng thôi, hay là để cái tà đạo ấy cũng thôi, nhưng mà xả là mọi người như thế chắc chắn. Như con thì con tư duy như thế rồi con nhảm chán ở đời rồi con mới xả thế gian rồi đến xả những cái mà làm cản trở đến Phật pháp đường tu thiền giới luật thiền định của mình. Những cái nào mà ác pháp là mình xả, còn thiền pháp thì mình giữ.